số 2 á, chúng ta còn 2 khu nữa, còn 3 và 4 thì phải lên trên bài giảng xuống máy và cái lên đây, lên đây. Khu 3 chúng ta xuống cầu thang cái này, cứ đứng ở cầu thang này thì chúng ta mời kia luôn. Và mất quá nó mời kia luôn, chúng ta có một cái cây rất to, cái sân trái cả bạn. Cho này trang phục là chính, trang phục khuôn rồi anh, không được lên. Dạ em Trang. Mấy phần trong hả? Ở trong cái người em nói là mệt thôi, mệt. Nói chung thì trường này vẫn là khu số 2 á. Chúng ta trưng bày về quân đội Anh nên đa phần là trang phục đỏ chứ nhiều hơn. Nhưng mà phía bên đây chúng ta có hai ông châu Phi. Họ là hai vị của vương quốc Zulu, là một phần của Nam Phi sau này. Ông đứng bên phải là chiến binh, đứng bên cạnh là thủ lĩnh. Thủ lĩnh sẽ mặc trang phục nhiều hơn, có nhiều đồ trang sức hơn. Đây là trang phục khi họ mặc ở nhà. Còn khi họ đi chiến đấu phải cởi trần đóng khố, không mặc trang phục này khi họ đi chiến đấu. Vũ khí họ rất thô sơ. Một là cây giáo đâm, hai là cây tròn là cây đập, ba là khiên làm từ da bò. Họ dùng vũ khí đơn sơ này, họ chấm anh bên cạnh. Hai bên là kẻ thù với nhau. Trận đầu tiên anh họ thua vì họ chủ quan, họ là thất bại. Nhưng mà kết quả chung cuộc cuối cùng thì bên này vẫn thuộc về anh. Vì của nước Pháp. Dạ. Hai vị bên này là họ là thống chế của đế quốc, là những tướng sói cấp cao. Họ mặc trang phục đẹp như thế này là khi họ đi diện kiến đức vua của mình. Là quý tộc nên trang điểm đồ tóc giả. Đây là quý tộc của Pháp, chúng ta có hai vị. Còn phía bên đây là hai vị của nước Anh. Đứng chính giữa bên này là đồng phục tòa án quân sự Anh, là kiểu trang phục dân sự, mặc vào ngày Chủ nhật là chính. Còn vị đứng cuối cùng cầm cái thùng bên đây là quân y bác sĩ hồng gia của anh. 1865 quân y hồng gia sẽ mặc kiểu trang phục này để bác sĩ của anh. Còn phía sau bên này chúng ta có bốn vị bên đây là bốn trang phục triều đình chính phủ của anh. Bốn vị, bốn con vị, bốn quan chức khác nhau. Tính từ trái sang phải thì ông này là bên quân sự, tòa án, dân sự, hành chính nên trang phục là khác nhau hết. Trang phục họ mặc thường là trang phục màu đen, kiểu áo là cái áo đưa tôm, quần là quần lửng là chính. Chỉ có dân sự là mặc quần dài thôi, còn lại quần lửng hết. Quần lửng mình qua đưa tất cả. Ở đây là tòa án, còn đây là quân sự. Quân sự, tòa án, dân sự, hành chính. Chúng ta nhìn từ trái sang phải, có bốn ông đó. Còn phía bên này là hai trung đoàn bộ binh của anh. Có hai cái túi bên này. Nếu ở thế kỷ 18, thế kỷ 19 á, là một túi đựng đạn, một túi đựng thuốc súng. Sang thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 á, là đựng đạn hết. Quầy thuốc súng là trong viên đạn. Là túi đựng đạn sau này á. Đó là bộ binh của anh, chúng ta có hai trung đoàn bộ binh. Còn ông bên này cũng là triều đình của anh, cũng là quan chức chính phủ của anh. Cứ triều đình chính phủ là trang phục giống nhau. Kiểu áo màu đen đưa tôn, quần là quần lửng. Còn quỳ bên này, đến bây giờ chúng ta vẫn thấy được quỳ đây. Là những quỳ đứng gác trước cổng cung điện nước Anh, cung điện Buckingham, đứng nghiêm trang vào hôm nay. Thành lập từ năm 1650, bây giờ được 374 năm, gần 4 thế kỷ rồi vẫn giữ trang phục y chang. Cái bộ phim hài mít bên tháng này rồi, cái quỳ đứng mà không thứ nhất. Cái đó là từ lâu lâu. Thứ nhất là giữ ấm, thứ hai là nghỉ trang. Còn cái vị đứng phía bên đây, đây là sĩ quan trung đoàn kỵ binh của anh. Một số binh chủng của anh như kỵ binh, pháo binh, hậu cần, họ mặc trang phục màu khác không phải màu đỏ. Ông này là kỵ binh cưỡi ngựa, mặc trang phục màu đen. Nút thắt này hơi giống kiểu Trung Quốc, thật là giống Hà Lan, Hà Lan giống Trung Quốc. Còn bên này là hai ông đô đốc, là tướng hải quân của nước Pháp. Vị này mặc trang phục là khi họ đi chiến đấu. Chiến đấu có hai cái cầu quai hai bên. Trên cầu quai thắt lưng cúc áo đều có ký hiệu riêng của hải quân hình cái mỏ neo. Vị đứng bên cạnh gọi là trang phục triều đình chính phủ đô đốc hải quân. Đi diện kiến đức vua, đô đốc hải quân mặc trang phục bên đây. Đi chiến đấu họ mặc trang phục bên đó. Đó là hai trang phục đô đốc. Còn phía bên đây là hai vị của xứ Wales.
Anh có 4 xứ: Anh, Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales. Đây là Huệ Bình xứ Wales, được thành lập từ năm 1915. Trên cánh tay ông này có hình con rồng, vì trên quốc kỳ xứ Wales có hình con rồng, quốc kỳ xanh lá, con rồng màu đỏ. Mà con rồng bên châu nó có cánh, chứ con rồng bên châu Á là không có cánh. Châu Âu có cánh để bay được, châu Á là không cánh để bay được. Hai rồng khác nhau. Con quay đứng. Cảnh sát là đi xe hú còi mở đường, ổng là đi ngựa thổi kèn mở đường. Còn quỳ bên này là cựu chiến binh, lính già của anh. Ông này sống trong huyện dưỡng lão Chelsea của anh. Ở thành phố Chelsea có một cái huyện dưỡng lão dành riêng cho lực lượng này. Những này quỳ hú rồi, được sống trong huyện dưỡng lão. Trên cái nón ông có hai chữ RH đó, Royal Hospital, là bệnh viện hoàng gia. Chữ viết tắt RH. Còn cái quỳ bên này là huệ binh tối cao. Ông này được tuyển chọn từ lực lượng hạ sĩ quan, phục vụ quân đội là 22 năm mới được tuyển chọn ở đây hết. Vẫn có hai cái chữ E, số 2 chữ R, Elizabeth đệ nhị Rihanna, là nữ hoàng Elizabeth. Ông này phục vụ trong hoàng cung của nước Anh. Còn những vị bên này là của thị sĩ. Đây là lục quân thị sĩ. Những trang phục thị sĩ bên đây là trang phục thế kỷ 20, trang phục thế chiến thứ nhất. Hai ông đứng giữa là trang phục mùa nóng, hai ông đứng bên cạnh là trang phục mùa lạnh. Chúng ta có hai mùa khác. Đây gọi là thiếu, đây kia gọi là chuẩn. Chuẩn thiếu trung đại, 1, 2, 3, 4. Chuẩn. Không, chuẩn là 2 đó. Lớn nhất cậu. Thiếu. Lớn nhất tờ đại là 4 đó. Thiếu là, bên Việt Nam là thiếu là 1 sao, nhưng bên họ là chuẩn là 1 sao. Đây là Rhodesia. Rhodesia là những trung đoàn thuộc địa của anh phục vụ châu Phi, được thành lập từ tháng 5 1940, thế chiến thứ 2 nên trang phục đơn giản đi. Mà Rhodesia sau này sáp nhập vô quốc gia Zimbabwe, là quốc gia Zimbabwe sau này. Cái quốc gia như sẽ tìm vô được cái ổ của mình. Ông này là cảnh sát, ông đứng bên cạnh là quân đội. Mà sau này trang phục nó đơn giản đi, càng đơn giản càng nhiều trang được thì càng sống lâu, còn càng mòn mè càng thích sống lâu. Nên trang phục sau này rất đơn giản, nó không có sự mòn mè nữa. Càng đơn giản thì kinh phí nó đỡ tốn hơn. Trang phục Zimbabwe là Zimbabwe là cái quốc gia nam gần phía Nam Phi á, cũng gần biên giới Nam Phi á, hoặc là thuộc địa của anh á. Châu Phi hả? Đúng rồi, thuộc địa của anh. Chúng ta không bóc. Không, cái màu trang phục này màu của châu Âu á, nhưng mà sau này do Trung Quốc họ chọn cái màu xanh lá, vì họ màu rừng cây. Người thế kỷ 1940 rồi. 1940 thì chúng ta biết rồi, Việt Nam cũng chưa có quân đội. 1940 chúng ta vẫn là thuộc địa của Pháp. Vậy là mình bắt trước. Đến 44 chúng ta mới có quân đội, mà quân đội lúc đó có ba mấy người. Thì cũng chưa có trang phục riêng. Ông này gọi là cảnh sát Nam Phi. Cảnh sát Nam Phi này, người da màu này. Da màu là sau này mới có. Trước là Nam Phi là tổng thống người da trắng, nên cảnh sát đều người da trắng hết. Đến thập niên 90, tổng thống họ là người da đen, nên cảnh sát họ là người da màu, da đen luôn. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi là Nelson Mandela. Một cái vị tổng thống đầu tiên người da đen của Nam Phi. Chúng ta Việt Nam là dựa theo trang phục của châu Âu. Thật ra châu Âu, Trung Quốc, Liên Xô thì chúng ta có dựa theo những kiểu trang phục đó. Còn đây là những ông này là lính cảnh, trước họ là kỵ binh, nhưng sau này nhớ đưa về làm cảnh đó, ông là đi ra xếp hai hàng bắn xong đi vào. Lính này là lính tiên binh, lính này lính tiếp đón nghiên thủ quốc gia, là nghiên thủ đứng ở giữa, họ đứng hàng mà bắn đó, hết đạn đi qua, lính làm cảnh thôi chứ không đi chiến đấu. Còn cái nón thì nón là nặng khoảng 23 kg, điều là kỵ binh này giúp cái ông quỷ phía dưới. Thật ra thì những cái ông mình, những ông này thì ông được tuyển chọn rất kỹ, nói chung là rất giỏi, nói chung là vừa giỏi nhưng mà vừa đẹp luôn, mà cho làm cảnh là chính, giỏi đẹp nhưng mà cho làm cảnh. Không có luật, họ vẫn vậy đó, vẫn được tuyển chọn rất kỹ rồi. Nói chung là trong hồng gia quan trọng, là nơi đó nơi hồng gia sinh sống. Ông này cũng là lính thủy đánh bộ, ông này là hậu cần nè. Ông này vận chuyển lương thực, thuốc súng, đạn dược quân nhu. Ở Việt Nam gọi là anh nuôi đó, ông này. Còn cái ông màu xanh lá cây là đi bắn tỉa này. Đây là trung đoàn súng trường 95. Cái trung đoàn này chuyên môn đánh ở trong rừng, địa hình rừng cây đồng núi. Trước họ mặc áo đỏ, màu đỏ dễ chết nên nguyên trung đoàn thí nghiệm vào màu xanh lá cây. Thì họ thấy màu xanh hợp lý ở những màu xanh hơn. Trước mặt có thể là một người đánh được, mà nguyên trung đoàn mặc áo đỏ dễ. Ở trong rừng màu xanh không thấy màu đỏ thì bắn màu đỏ. Còn xanh thế nào? Ông này cũng đã biết được, không coi.
sau cái trang phục này giới thiệu là hình như họ đây là cái mền đó. Đó cái mền. Đi hành quân đi chiến đấu đều phải mang theo hết. Sau là trang phục là váy. Là có lần đó con trai mặc váy. Ở giống phía dưới lầu á. Dưới khu 2 phía dưới lầu là người Scotland đều mặc váy caro. Đây váy caro là một trong bốn sứ của anh. Áo đỏ là của anh, mặc váy caro là biết mà là người Scot trong quân đội anh. Là một trong bốn sứ của anh. Theo là kỹ sư, ở đây trung đoàn 33. Anh là màu đỏ, từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19 năm là đều mặc áo đỏ. Màu đỏ màu của anh. Sau này không mặc áo đỏ. Nửa trong cung mới mặc áo đỏ, còn chiến đấu không mặc áo đỏ. Rồi, vậy là xong cái khu dạ, này. Xong số 2 trên lầu, còn 2 khu 3, 4. Còn bên đây. Đây của nước Pháp. Thống chế đế quốc là những tướng xóa tóc cao. Đó, tướng xóa, đây truyền hình. Qua chức chính phủ. Chính phủ là một phần đó. Và trang phục chính phủ. Đó là truyền hình chính phủ. Sáng quá, trên này ngoài kia nó bị cháy. Dạ, trên đây, trên này bị cháy sáng. Cờ này em. Rồi cung đoàn 24. Cờ này là cờ thật luôn hay phục chế? Cờ thật á. Em cầm nhìn chị. Đây là cờ thật nha. Trung đoàn 24, đây là số La Mã nè các bạn. Còn những cái chữ này em giới thiệu nhìn chị. Em cầm đánh rồi. Nhiều trận thì ghê đó. À, coi như là từ trên xuống dưới là trận thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đi đánh họ ghê đó. Là đây là những cái trận đánh mà họ được chiến thắng hay có thua không? Có, họ đánh nhiều trận thì ghê đó. À. Thắng thua gì họ ghê đó. Đây. Những nơi cờ rất là dày, rất là nặng nha các bạn. Rồi, cảm ơn em Trang. Cảm ơn em nhiều. Chúng ta còn 2 khu. Chúng ta còn khu 3, khu 4 là hiện đại hơn, đã trưng bày dạng súng máy. Khu 3 chúng ta phải xuống cầu thang dưới này, cứ đi hết cầu thang này, đi thẳng qua bên kia luôn. Qua hết phía nhà ăn. Đúng rồi, cứ qua hết văn nước bên đó, đi thẳng tới, thấy một cái cây rất to. Phía trước cái cây có hình của Na Phu Lâm, mà nhìn phía bên trái có cửa là khu số 5. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua khu 3. Dạ, mình đã hiện đại, mình đã súng máy. Khu Pháp, ba nắm khu Pháp. Cái mình có bao nhiêu bức tượng của lính? Bốn mấy rồi, bốn mấy. Tính từ dưới lên trên là 40 mấy, 40 mấy, 42 mấy rồi. Đây là lính của Tần Thế Hoàng. Chủ làm. À, lúc nãy mình có đi lên, mình có quay đó. Chủ làm lên cho Tần Thế Hoàng. Đây. Cái này thì cũng là mua từ bên Trung Quốc về. Không, mình đi làm ở Việt Nam hay sao? Chủ làm ở Việt Nam. À vậy hả? À, cái này chỉ là để trưng bày trang trí cho đẹp thôi. Đây là tiếp tục nha. Đây, cho những cái từ cũng để đến phần thi quà. Còn ở trong cái tủ kiến này, mũ nón này. Này hồi năm 1718. 1700, 1799. Rồi, cảm ơn em Trang.